em thấy là với cái việc màu mới này, nét em thấy là nó bị mất đi nét cổ kính ban đầu của nó, nhưng mà với màu mới này em thấy khá là đẹp. Mà nếu mà được lựa chọn lại em vẫn thích cái màu cũ hơn, nó có một cái nét gì đấy là cổ kính, em thích sự cổ kính ở nhà thờ. Còn hiện tại nó mới này thì đem lại sự mới mẻ cũng khá là thú vị. Em đi từ Hải Dương lên đây để check in với cái màu mới của nhà thờ. Dạ, em thấy là cái màu nó khá là đẹp, cái lại nhìn nó cổ kính á, cái màu nó rất là hợp với lại cái phố cổ Hà Nội á. Nhìn và đây là lần thứ hai thì em đến cái nhà thờ này rồi á, em rất là thích cái nhà thờ này, từ cái phong cách xây dựng cho tới là màu sắc thì em thấy rất là đẹp, nhìn nó rất là cổ. Dạ, trước đây em đến đây chụp vào năm 2018 á, em đến đây từ năm 2018 và lúc trước em thấy là nó là cái một màu xám cũng rất là cổ rồi, nhìn nó rất là có vẻ nó có một nét rất là cũ của xưa ấy. Còn hiện tại màu này thì nó cũng rất là đẹp.